Thưa quý vị các bạn, ngày mai ngày 5 tháng 9, cùng với cả nước, khoảng 340.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông của tỉnh Hưng Yên khai giảng năm học mới 2024-2025. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã được các nhà trường hoàn tất, sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng và thách thức. Năm học 2024-2025, trường tiểu học Binh Hải, huyện Văn Lâm đón trên 1.100 học sinh. Tại hai điểm trường, nhà trường đã bố trí đủ 30 phòng học văn hóa, 2 phòng tiếng Anh, 2 phòng tin học. Các phòng học đảm bảo ánh sáng, quạt mát, trang bị máy chiếu hoặc bảng thông minh. Ban giám hiệu nhà trường cũng có sự sắp xếp phân công giáo viên giảng dạy phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Nhà trường cũng đã sắp xếp, ưu tiên, nhất là đối với môn tiếng Anh, tập trung vào khối lớp 3, khối lớp 4 và khối lớp 5. Tìm được nguồn giáo viên dạy môn tiếng Anh và có đủ các điều kiện, có đủ năng lực cử các thầy cô là giáo viên bộ môn hoặc giáo viên văn hóa đi tham gia các lớp học để mà bồi dưỡng chứng chỉ tin học đáp ứng đủ điều kiện để phục vụ giảng dạy. Năm học mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai ở tất cả các khối lớp. Kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông được tổ chức theo phương án mới. Chuẩn bị đội ngũ cho năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo đã tích cực phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung hơn 700 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông, đến nay đã tuyển dụng được gần 500 giáo viên. Trong dịp hè, 100% cán bộ quản lý giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là những thầy cô được phân công giảng dạy khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Tập huấn, bồi dưỡng, nắm bắt chương trình tổng thể đến cấu trúc, sách giáo khoa, rồi đến nội dung, phương pháp của các môn học giảng dạy đối với khối lớp 5. Chia sẻ những cái khó khăn khi thực hiện những cái bài học cụ thể để làm sao có những cái hình thức tổ chức đổi mới, cũng như là tổ chức cho các em có những cái hoạt động trải nghiệm, vận dụng tốt hơn vào thực tế cuộc sống hàng ngày. Các thầy cô trong cái thời gian hè đã tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng, thường xuyên trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp trong nhóm, trong tổ để có thể là nghiên cứu cái kế hoạch cũng như là từng bài học. Các giáo viên đều ra đề và những cái đề đấy sẽ tập hợp thành cái ngân hàng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Song song với việc đảm bảo đội ngũ giáo viên, các điều kiện cơ sở vật chất được các địa phương, các nhà trường chú trọng, hệ thống cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trường học trên địa bàn tỉnh từng bước được chuẩn hóa hiện đại, tỷ lệ phòng học bán kiên cố đạt cao, đảm bảo nhu cầu dạy và học. Hàng năm, phòng học công trình vệ sinh, bếp ăn, công trình nước sạch đã được xây mới, cải tạo, sửa chữa, phục vụ việc dạy và học trong năm học mới. Các trường tự kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý khắc phục kịp thời hạn chế để đảm bảo an toàn trường học. Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với nhà xuất bản, tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện việc cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu sách trong năm học mới. Ngay trong tháng 8 thì nhà trường đã tiến hành kiểm tra, tu bổ và sửa chữa những cái hạng mục cơ sở vật chất, rồi cắt tỉa lại hệ thống cây xanh để đảm bảo cho các em học sinh có một cái môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn. Vệ sinh trường lớp, khử trùng tất cả các đồ dùng đồ chơi cho các con, trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh, gần gũi, thân thiện đối với trẻ. Rất là nhiều địa phương đã đưa vào cái số phòng học khang trang đảm bảo điều kiện để thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo rất an toàn theo cái quy định của phòng cháy chữa cháy. Trước thềm năm học mới, tất cả các địa phương đều dành những sự quan tâm tới vấn đề giáo dục, nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng dạy học, tạo một môi trường học tập vui tươi, lành mạnh cho tất cả các em học sinh. Trên cơ sở, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực được chuẩn bị chu đáo, toàn ngành giáo dục và đào tạo đã sẵn sàng bước vào năm học mới với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.